Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em xin giới thiệu lại đến toàn thể các bác hai cái dòng sản phẩm của DCA các bác nhé. Thì hai cái dòng sản phẩm này thì nó cũng là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán ra rất nhiều trên thị trường rồi. Đấy, nhưng mà do cái thời gian vừa rồi thì hàng nó về nó tương đối chậm và mẫu mã nó không đầy đủ. Đấy, chính vì vậy mà hôm nay thì em đã có đầy đủ cả bu lông cả chuyên vít của DCA. Đấy, thì em xin phép review lại để cho các bác tiện theo dõi các bác nhé. Đấy, thì cái dòng DCA thì hiện tại bên em đang làm hai mã, đó là bu lông đầu đặc mã 03 trừ 18 và cái mẫu chuyên vít là mã 298 các bác nhé. Trước tiên thì em xin phép giới thiệu đến toàn thể các bác cái mẫu bu lông đầu đặc 03 trừ 18 các bác nhé. Thì đây là cái dòng sản phẩm chính hãng của DCA và nó là dòng sản phẩm dành cho thị trường nội địa của Trung Quốc nhé. Hộp của nó sẽ là hộp giấy như này các bác nhé. Hộp giấy và nó sẽ có cái túi đeo. Đấy các bác nhé. Nó sẽ có túi đeo. Nó không phải là hộp nhựa. Đấy, và nó có túi đeo đi kèm của DCA như thế này. Đấy, dòng này là dòng sản phẩm hàng nội địa của Trung Quốc nhé. Đấy, dành riêng cho thị trường của nội địa. Thì con này thì nó có mã là ADPB 03 trừ 18 bu lông đầu đặc đó nhé. Này, bu lông đầu đặc. Đấy. Con này thì nó có hai cái nút bấm ở bên cạnh này, bên hông này. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy, bấm vào để tháo pin ra nhé. Đây là để có mạch báo pin này. Đấy. Mạch báo pin ở phía đằng trước. Con này có hai tốc độ các bác nhé. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe và êm. Đấy, thì con này em cũng đã tháo sẵn cái cục pin của nó ra rồi. Đấy, để các bác cùng theo dõi nhé. Đây là cục pin của nó này. Đấy, em đã tháo sẵn ra rồi. Đấy. Đây nha các bác nhé. Đây. Đây là cái cục pin của con DCA mã 03 trừ 18 này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Pin cực kỳ là chất lượng các bác nhé. Đấy, chắc lắm. Nhìn nhìn cái khối pin này các bác nhìn thấy nó chất lượng rồi. Đấy. Toàn bộ mạch này đổ keo hết các bác nhé. Mạch đổ keo hết. Đổ keo toàn bộ, đổ keo 100%. Đấy, pin này thì cũng có một số bác hỏi em là pin của hãng nào. Đấy, nhưng mà hiện tại như thế này này, ở các cái đầu này, các cái thông số này, người ta cố tình người ta làm che hết đi rồi. Đấy, à đây, đây có đọc được một chút thông số đây. Đấy, nhưng mà cũng không không rõ là của hãng nào sản xuất các bác nhé. Đấy, không rõ là hãng nào sản xuất đâu. Đấy, màu này thì giống y hệt màu pin của Samsung rồi. Đấy, nhưng mà nó bịt bịt kín hết như thế này thì không thể biết được là của hãng nào quá nhé. Các bác thông cảm cho em. Nguyên khối này em không thể cậy ra được. Đấy. Ok, đấy thì về phần pin thì coi như là đã xong nhé về cái con này. Thì cái con này nó rất chi là khỏe quá nhé. Rất chi là khỏe. Đấy thì tí nữa em sẽ test cái sản phẩm này cho các bác cùng xem luôn. Rồi. Tiếp theo đến là cái mã chuyên vít của DCA các bác nhé, chuyên vít của DCA. Thì với cái mã chuyên vít này thì nó là một cái dòng sản phẩm rất chi là khỏe các bác nhé. Con chuyên vít này của DCA là cực kỳ khỏe. Đấy, về cấu tạo thì nó khác một chút. Cái nút nhấn của pin thì nó sẽ nằm ở chính giữa như này, chứ không phải là ở hai bên như con bu lông đầu đặc. Đấy. 20V DCA. Đấy. Mã là ADP B298 các bác nhé. Đấy. Về tổng thể thì cái thiết kế của hai con này nó gần như là nó có nhiều điểm tương đồng. Đấy, nó chỉ khác cái đầu. Đấy. Và nó khác cái phần để chúng ta mở pin lấy pin ra thôi. Đấy. Ở trên máy này có cái tem bảy màu quá nhé, tem bảy màu để về phân biệt là hàng chính hãng. Đấy,
hầu như là trên con máy nào cũng có. Đấy, người ta có thể dán ở vị trí khác nhau. Đấy, như con này thì người ta dán ở đây. Đấy, còn một số con thì người ta dán ở trên trên thân máy này. Đấy. Để tất cả là đều có cái tem 7 màu để phân biệt là hàng chính hãng với cả hàng không chính hãng nhé. Đấy. Đây đây là cái cục pin của con ấy đây. Này. Cục pin của con DCA chuyên vít. Đấy, pin của DCA chuyên vít thì nó khác một chút so với cả pin của với cả pin của DCA bu lông quá nhé. Này, giờ em sẽ cậy cái khối pin này ra. Nói chung về cơ bản thì người ta vẫn làm rất chi là đẹp và chắc chắn. Đấy. Pin này là pin màu xám, dung lượng là 2000 mAh. Cái này là của hãng đây, người ta ký hiệu là ICR. Tên hãng là ICR thì phải. Đấy, có mạch báo pin này. Đấy, các bác nhìn cái khối pin hàng ngon không? Đấy, nhìn các bác nhìn thích luôn, phê luôn. Đấy, từ cái người ta đóng cell pin đã thấy ok rồi. Đấy, đến các cái nhựa này bảo vệ cái cell pin cũng rất chi là đẹp và chắc chắn. Đấy. Thì hai cái con này thì nó là một trong những cái dòng sản phẩm mà thực sự với các bác là rất chi là bền bỉ. Và phải nói là bền bỉ này, trâu bò này. Đấy. Và giá thành của hai cái sản phẩm này thì cũng rất chi là hợp lý. Đấy, nó chỉ dao động vào tầm khoảng, ví dụ như con chuyên vít này, hiện tại giá thời điểm hiện tại là 1 triệu 800 ngàn. Và con bu lông này, bu lông đồ đặc này là 1 triệu 850 ngàn. Đấy, thì khi mà các bác mua hàng thì bên em sẽ bảo hành cho các bác 6 tháng miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ trực tiếp em test hai cái sản phẩm này để cho các bác cùng theo dõi nhé. Các bác, đây là cái vít gỗ đầu 8 ly. Đấy, dài 7 phân nhá. Em sẽ trực tiếp test trên cái gỗ đặc này cho các bác cùng xem này. Trên con chuyên vít của DCA các bác nhá. Đấy. Đấy, rất chi là nhẹ nhàng các bác nhé. Đấy, các bác thấy không? Cháy cả gỗ. Đấy, thực tế ra các bác, khi mà test trên cái vít gỗ này, nó sẽ còn nặng tải hơn chúng ta bắn vít bắn tôn rất chi là nhiều các bác nhé. Đấy, nặng tải hơn bắn vít bắn tôn cực kỳ nhiều luôn. Đấy, mà với cái con vít dài 7 phân như thế này, gỗ đặc như thế này, khoan test cháy gỗ luôn các bạn. Đấy, giờ em sẽ test con bu lông đầu đặc cho các bác xem nhé. Các bác ơi, bây giờ em sẽ test mở bu lông trên cái con DCA mã 03 chữ 18 này nhé. Thì để công bằng thì em sẽ lấy con đếch tông. Đấy, đếch tông con này có lực siết là 330 Newton. Em dùng khẩu 24 em siết chặt. Đấy. Rồi. Và bây giờ em sẽ lấy con bu lông đầu đặc của DCA để em mở nó ra các bác nhé. Này. Đấy, ra phát một luôn các bác nhá. Đấy, con DCA này cực kỳ khỏe luôn các bác. Đấy. Sau hai cái bài test đấy thì các bác cũng có thể là biết được cái sức mạnh cũng như là cái chất lượng của cái con máy này rồi. Đấy, em cũng đã khui cả pin ra cho các bác xem rồi. Đấy, thì hai con sản phẩm này thì hiện tại là bên em đang bán là con chuyên vít này với giá là 1 triệu 800 ngàn. Còn con bu lông đầu đặc này là 1 triệu 850 ngàn. Các bác mua hàng thì đều được miễn phí vận chuyển đến tận nhà và được bảo hành 6 tháng nhé. Đấy, thì các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua ba số điện thoại là
0982 826 628, 0929 826 628, 0768 826 628. Vâng, một lần nữa xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé.